gắn cái hàng quay tai ở trên này. Đấy, mục đích là chúng ta gắn xong hàng quay tai này thì chúng ta quay xuống sẽ làm cái chỉ ở dưới. Đấy, chúng ta đắp vào chỉ thì chúng ta nên đắp luân chuyển đi. Đấy, chúng ta đắp cái này cho nó, chúng ta chờ cho nó khô, nó xe nó khô đi thì chúng ta